Hello, xin chào các bạn nha. Nước chưa thay á, tới chừng nó thay mình thay cái là nó vô nó tắm liền. Bây giờ nó đâu tắm mà đó. Tắm nước sạch rồi à, như mình thay rồi nó tắm, nó uống thì uống chứ còn nó nhảy, không nhảy vô nó tắm. Nó tắm nước đầu tiên ăn thức ăn. À, lúc trước mình cho nó ăn thức ăn của gà lớn á, nó phải mổ ra cho nó gãi rồi nó mới ăn. Rồi sau đó cái mình mua cái loại gà con này là nó khỏi mổ, nó sốc nó nuốt rồi. Lông lá còn nào không đấy, nó quánh lộn mà nó mổ chứ các bạn, nó đang thay lông, con nó đang thay lông, con nào thay rồi thì nó mất, còn nào nó đang thay lông thì nó rụng.